Missy và Linh Ngọc Đàm được xem như thế hệ đầu tiên của streamer nữ ở Việt Nam. Hai cô nàng xưa đến nay vẫn là đôi bạn vô cùng thân thiết. Cặp đôi này phải nói là như hình với bóng vậy. Những buổi đi chơi hay làm gì đều cũng có nhau. Sự thoải mái và những cử chỉ của cả hai khiến cộng đồng năm lần bảy lượt ship cặp Đàm Thi. Mới đây, trong mục đặt câu hỏi trên Instagram, fan của Missy đã gọi tên Linh Ngọc Đàm rất nhiều, đến mức chính nữ streamer cũng phát hoảng. Linh Ngọc Đàm hay em, Blatkin hay Leonard, sự nghiệp với Leonard. Đàm Tổng được đưa lên bàn cân liên tục bởi các fan. Nói là mọi người dừng chiếu Missy vẫn thích lắm. Nhưng so với Lisa của Blatkin thì quả là khó cân sức. Lý, vẫn là sự lựa chọn của Lê Thiên Ngọc. Cuối cùng, Missy cũng có câu hỏi dễ sơi. Tuy xuất phát là một game thủ streamer PC, nhưng bây giờ thì Missy thích điện thoại hơn rồi. Ảnh Instagram nhân vật